là chấp trì danh hiệu. Từ chấp trì trong kinh Lăng Nghiêm là tịnh niệm tương tục. Tịnh niệm tương tục tức là không hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp. Làm như thế tự nhiên cảm ứng, không cầu cảm ứng nhưng tự nhiên có cảm ứng. Thầm hợp diệu đạo, khéo vào vô sanh. Diệu đạo và vô sanh thông thường trong Phật Pháp nói là Pháp tối thượng thừa. Chúng ta niệm A-di-đà Phật và Pháp tối thượng thừa tương ưng hay không tương ưng? Điều này rất nhiều người quan tâm, bởi vì có những người cho rằng Pháp môn niệm Phật cấp bậc rất thấp, không phải Phật Pháp cao cấp, đại khái thành tựu không có gì là ghê gớm, cho nên họ không cam tâm tu học, không tình nguyện tu học, mà muốn tu học Phật Pháp cao siêu vi diệu. Nơi đây một lần nữa khai thị, sửa chữa đúng đắn lại quan niệm sai lầm ấy của chúng ta. Đặc biệt trong Thiền Tông hay nói đến vô niệm và vô sanh. Thiền Tông lấy vô niệm làm thể, vô sanh làm tông, đó là tiêu bản của họ, là thượng thượng thiền đấy. Việc này thật không phải giả đâu, nói nghe rất hay, nhưng có thể làm được không? Ở đây xin nói thật với quý vị là cách xa tầm giới của phàm phu, cảnh giới mà Kinh Kim Cang nói, phàm phu làm không nổi. Do đó quý vị xem Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa của cư sĩ Giang Dị Nông vừa mới bắt đầu, cư sĩ đã giảng rất rõ ràng. Thời Đường Tống Trung Quốc, thông thường người ta rất ít giảng Kinh Kim Cang. Vì sao không giảng? Vì làm không được, nhất là sợ người nghe rồi hiểu lầm, sa vào ác thủ, không thì càng hỏng cả. Không những hiệu quả chính diện không thu được, trái lại chỉ thu được hiệu quả phản diện. Do đó, chư vị tổ sư đại đức đều không chịu giảng. Đó là cách xa tầm giới của phàm phu. Bát Địa Bồ Tát của Viên Giáo, chúng ta đặc biệt chú ý là Viên Giáo, Thiên Thai Phán Tạng, Thông, Biệt, Viên, Giảng Biệt không phải là Tạng Giáo, không phải Thông Giáo, cũng không phải Biệt Giáo, mà là Bồ Tát Bát Địa của Viên Giáo. Đây là nói đến thế giới Hoa Tạng, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ trên Hội Hoa Nghiêm, chỉ kể đến Bồ Tát Bát Địa. Trước Bát Địa, 37 vị thứ kia đều không tính. 37 vị thứ kia cũng là Pháp Thân Đại Sĩ, nhưng vị thứ 38 mới coi là lìa tất cả trong ý thức phân biệt, mới gọi là thiệt đắc vô sanh pháp nhẫn, thật sự đắc vô sanh pháp nhẫn. Đắc vô sanh pháp nhẫn nói miễn cưỡng, hàng sơ trụ Bồ Tát có thể đến được. Tức là nói 37 vị thứ trước Bát Địa có thể chứng vô sanh pháp nhẫn, nhưng vô sanh pháp nhẫn thực sự chứng được phải đến Bát Địa. Tại vì sao? Vì Bát Địa mới lìa tất cả ý thức phân biệt. Nói cách khác, chuyển bát thức thành tứ trí. Bồ Tát Bát Địa chuyển qua tất cả rồi mới thực sự tu đến vô niệm vô sanh, thực sự tu đến vô sanh pháp nhẫn. Có thể thấy đây là sự khó khăn của bậc thánh giả. Bậc thánh là chỉ hàng Viên Giáo sư trụ đến thất địa, 37 vị thứ. Viên Giáo sư trụ phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, có thể đến mười phương thế giới thị hiện thân Phật để hóa độ chúng sanh. Ở đâu đáng dùng thân Phật độ người, các ngài có thể thị hiện thân Phật mà độ thoát họ. Bồ Tát sư trụ có năng lực này, nhưng muốn nói đến chứng đắc vô sanh còn phải đến ngôi Bát Địa, lại phải vượt lên 37 vị thứ mới có thể đến được. Làm bậc thánh khó đấy, không dễ dàng đâu. Do đó, Kinh Kim Cang không phải giảng thuyết cho người thông thường. Thông thường người ta tụng Kinh Kim Cang là để trồng chủng tử Bát Nhã trong thức A Lại Gia mà thôi. Dù chủng tử gieo xuống mà không có duyên thì bao giờ mới có thể hiện hành, không biết đến đời nào. Chỗ này tôi khuyên các vị đồng tu, thế nào gọi là niệm, thế nào gọi là vô niệm, thế nào là sanh, thế nào là vô sanh, cần phải hiểu rõ ràng. Chỉ cần có tâm ý thức thì có niệm, có sanh. Sanh là gì?
là sanh diệt. Quý vị thấy chúng ta có từng niệm khởi lên, từng niệm diệt mất, lại từng niệm khởi lên nữa, lại từng niệm diệt mất. Từ sớm đến tối, mỗi ngày cứ vọng tưởng, ngay cả giấc ngủ cũng còn mộng mị. Mộng là sanh diệt, là có niệm, có sanh, không đơn giản đâu. Vô niệm vô sanh là không có vọng niệm, ngủ nghỉ cũng không mộng mị. Nói thật, không mộng thì cũng không cần ngủ. Ngủ thì có say, có tỉnh, tức là sanh diệt, là niệm. Thực sự đến vô niệm vô sanh có cần ngủ nghỉ hay không? Không cần ngủ. Quý vị thử nghĩ xem thật khó đấy, không dễ dàng đâu. Tâm là A Lại Gia Thức, ý là Mạt Na Thức, thức là ý thức thứ sáu, thức thứ sáu là phân biệt, thức thứ bảy là chấp trước, thức thứ tám là ấn tượng rơi rớt lại. Chúng ta thử nghĩ, sáu căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần còn phân biệt không? Còn chấp trước không? Còn rơi rớt ấn tượng không? Ba thứ này tất cả đều có, thế là có niệm có sanh rồi. Muốn thật sự được không phân biệt, không chấp trước, không lưu lại ấn tượng, việc này không dễ dàng. Đó mới thực sự được vô sanh pháp nhẫn. Trong kinh đã khai thị những việc này mà phàm phu làm không được. Không những phàm phu làm không được, mà A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát, Quyền Giáo cũng làm không được. Đó là sự thật. Như Lai biết trước chúng sanh tội trược đời mạt pháp, lập tướng trụ tâm còn không thể được, hà huống ly tướng mà cầu sự. Ở đây nói lại một lần nữa, trí tuệ thần thông của Như Lai rộng lớn. 3.000 năm trước, Ngài thấy việc thế gian hiện nay rất rõ ràng. Chúng ta ngày nay nhất cử nhất động, khởi tâm động niệm, giấu giếm không được Đức Phật Thích Ca đâu. Ngài thấy rất rõ ràng. Ở thế giới cực lạc, những người đó càng không giấu nổi. Kinh Vô Lượng Thọ, quý vị tụng rất thuộc lòng. Người ở đó dù là hạ phẩm hạ sanh, thần thông đạo lực của họ cùng Đức Phật A-di-đà chênh lệch chút ít, nên thiên nhãn thấy suốt, thiên nhĩ nghe thấu không chướng ngại. Chúng ta nhất cử nhất động, không rõ có bao nhiêu người đang thấy. Chúng ta nói dù nhỏ tiếng, không rõ có bao nhiêu người đều nghe tất cả. Trong lòng khởi lên một niệm thì vô lượng vô biên các vị Bồ Tát ấy đều biết. Vì những vị ấy có tha tâm thông, chúng ta khởi niệm họ đều biết cả. Thật ra chỉ có dối gạt mình, giấu giếm mình, giấu giếm người khác không được đâu. Do đó, chư Phật Bồ Tát hiểu rất rõ rằng mọi tình huống hiện tiền của chúng ta ở trước Đức Phật Bồ Tát nguyện hứa điều gì, bày tỏ điều chi, các ngài đều biết tất cả, đâu cần phải phí nhiều việc như thế. Thậm chí, đối với việc chính chúng ta khởi tâm động niệm, chúng ta còn không quán sát được. Đức Phật Bồ Tát sớm đã biết rồi. Do đó, thời mạt pháp hiện nay, xác thật là chúng sanh tội trược rồi. Như Kinh Địa Tạng nói, chúng sanh ở Diêm Phù Đề, khởi tâm động niệm thảy đều là tội. Tội này kết từ đâu thế? Điều này nên biết, tội thì che lấp bản tánh, tăng trưởng tà kiến, tăng trưởng vô minh. Đó là tội rồi, không nhất định phạm lỗi làm gì, hay hại người mới là tội. Không phải thế, chúng ta tri kiến bất chánh, mỗi ngày từ sáng đến tối, mê hoặc điên đảo đều là tội. Tâm quý vị không thể thanh tịnh, trí tuệ không thể khai mở đều là tội. Mỗi ngày khởi tâm động niệm, tạo tác tất cả đều là tăng trưởng tà kiến, tăng trưởng vô minh. Thế thì làm sao được? Do đó tu học tất cả pháp môn đều không có hiệu quả. Vì sao? Tất cả pháp môn đều phải diệt tội mới có thể thành tựu. Lập tướng trụ tâm còn không để được. Lập tướng trụ tâm là chỉ pháp môn tịnh độ của chúng ta. Pháp môn này không phải vô niệm vô sanh, mà là hữu niệm hữu sanh. Lập tướng là kiến lập. Trụ tâm tức là quý vị an trụ tâm ở Tây Phương thế giới cực lạc. An trụ tâm ở danh hiệu Phật A-di-đà.
phương pháp này đều không thể thành công. Hà huống ly tướng mà cầu sự, việc đó càng làm không được. Quý vị nên hiểu, so với niệm Phật, thiền khó hơn rất nhiều. Nói thật, thiện tri thức của thiền tông càng ngày càng ít, hầu như tìm không thấy. Như vậy so sánh hai pháp môn, chúng ta tự thầm phản tỉnh, thể hội pháp môn này thật sự không dễ dàng. Ở môn phương tiện này, chỉ mới lập tướng nhiếp tâm